sau khi Vương Nhất Bác công bố thông tin về buổi hòa nhạc. Ngay lập tức từ khóa, Vương Nhất Bác cùng người hâm mộ công khai thể hiện tình cảm, đã lên số 1 hot search bảng chính và bảng giải trí. Người hâm mộ đang rất háo hức về chuyến lưu diễn sắp tới của Vương Nhất Bác. Chúng ta chỉ còn chờ những thông tin chi tiết hơn trước khi bước vào cuộc chiến giành vé đầy hồi hộp và gay cấn. Hôm nay phim truyền hình Truy Phong Giả đã công chiếu 2 tập cuối cùng trên CCTV8. Tổng hợp rating của bộ phim rất cao, rating 2.47 cho tập 37 và 2.60% cho tập 38. Top 1 rating cao nhất, số 1 toàn quốc liên tiếp từ ngày công chiếu thứ 2 cho đến hết 38 tập. Mới đây bộ phim đang được phát sóng lại trên CCTV1. Ngoài khung giờ buổi sáng trên CCTV1 đang phát sóng, thì Truy Phong Giả sẽ lên sóng giờ vàng 7 giờ 30 phút tối trên đài Chiết Giang từ ngày 12 tháng 4. Bộ phim đã sẵn sàng để phủ sóng trên toàn mạng trong thời gian này. Thời gian tới, Vương Nhất Bác sẽ quay một chương trình cho kênh truyền hình Khám Phá Trung Quốc, một bộ phim tài liệu quốc gia. Vào ngày 10 tháng 4, anh sẽ có mặt ở Hải Khẩu để quay phim tài liệu này. Thật tuyệt vời! Vương Nhất Bác thực sự có uy tín và độ tín nhiệm cao. Anh ấy luôn rất tích cực hoàn thiện bản thân và nỗ lực hết mình mỗi ngày. Khi quay bộ phim Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình để làm cho cảnh rượt đuổi căng thẳng trên mái nhà trở nên hay hơn, Vương Nhất Bác đã không đeo dây trên người và tự mình thực hiện tất cả các động tác nhảy. Bất chấp việc va chạm và có thể bị thương, Vương Nhất Bác vẫn tham gia thử thách với sự thoải mái và chủ động nhất. Giờ đây, người hâm mộ thực sự mong chờ vào buổi hòa nhạc solo của anh ấy. Tôi nghe đồn rằng nó sẽ là chuyến lưu diễn tại 5 địa điểm. Hãy cùng chờ những thông tin chính thức nhé!